siêu phẩm cực khủng trong video ngày hôm nay đó chính là một tấm phản liền khối anh chị em mình nha. Đây là một cái tấm gỗ phản liền khối chất liệu là gỗ lim của một quý khách hàng ở ngoài Thanh Hóa. Vừa rồi thì anh có tham gia cái phiên đấu giá của em Hoàng ở trên kênh Facebook Đồ Gỗ Thứ Hoàng Bình Định. Thì anh đã may mắn là chiến thắng và giành được một tấm gỗ nguyên một tấm khủng như thế này. Đó, với một cái mức giá rất là rẻ mọi người nha. Giá đâu đó chỉ tầm khoảng vài chục triệu đồng thôi. Bình thường những tấm gỗ như thế này thì nó phải hơn 100 triệu đô lên, tại vì nó là liền khối một tấm mọi người nha. Rộng tới là 1m47, dài tận 2m7 và dày tận 25 phân mọi nhà mình nha. Dày tận 24-25 phân mọi người ơi, một tấm gỗ rất dày luôn. Đấy, để sở hữu được một tấm gỗ như này mà với mức giá dưới 100 triệu thì em phải nói với mọi người là cực kỳ là khó mọi người ha. Nhưng anh trai đã rất là may mắn. Đấy, cũng như là anh chị nào mà muốn sở hữu cho mình những tấm gỗ to, đẹp, rẻ thì hãy tham gia vào chương trình đấu giá của bên em vào lúc 12 giờ trưa hàng ngày ở trên kênh Facebook là Đồ Gỗ Thế Hoàng Bình Định. Anh chị em mình lên kênh và tham gia để có cơ hội trúng thưởng những tấm gỗ to, đẹp hoặc là những bộ bàn ghế K3, sofa hay những tấm mặt bàn anh với những cái mức giá rất là rẻ mọi người ơi. Tại vì đấu giá là một sân chơi rất là công bằng dành cho tất cả quý anh chị em mình. Đấy, ai cũng có được cái cơ hội để trúng thưởng. Vì vậy cho nên là cơ hội đến với mọi người rất là dễ dàng luôn. Đấy, cũng như anh trai này thật sự, em nói thật, trúng tấm gỗ này với mức giá mà dưới 100 còn hơn là trúng vàng nữa mọi người. Đấy, còn hơn là trúng vàng nữa luôn mọi người ha. Và phía trong xưởng em Hoàng thì cũng còn rất là nhiều tấm gỗ của rất là nhiều quý anh chị đã giành chiến thắng những buổi đấu giá của bên em. Và sắp tới đây thì em Hoàng cũng sẽ lên những siêu phẩm cực khủng nữa để cho anh chị em mình đấu giá luôn. Cho nên mọi người hãy đăng ký kênh của em Hoàng nhanh nha. Hãy đăng ký kênh của em Hoàng ngay và liền và nhấp vào quả chuông thông báo để bên em sẽ thông báo những phiên live stream đấu giá ở trên kênh cho mọi người. Đó. Và anh chị em nào mà muốn quan tâm, muốn đặt hàng gì liên quan đến đồ gỗ nguyên khối thì cứ liên hệ cho bên em Hoàng qua số hotline em Hoàng để ở trên màn hình. Đó. Và em Hoàng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Và em Hoàng kính chúc mọi người luôn luôn là mạnh khỏe, phát tài, phát lộc. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Xin chào.